Vậy thân mến, vừa rồi là một phần biểu diễn tràn đầy cảm xúc. Và ngay bây giờ sẽ là những giờ phút rất là hồi hộp. Và trước khi đến với những giờ phút này thì chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu những thí sinh của chúng ta. Xin mời Hà My, Vũ Cát Tường, Thảo My và Hoàng Tùng. Thưa quý vị đã bình chọn và kết quả này là của quý vị. Đêm nay, với tên nào sẽ được xướng lên, tất cả chúng ta đều chúc mừng. Với cảm xúc này thưa quý vị, tôi sẽ chỉ công bố, chỉ gọi tên người đăng quang ngôi vị quán quân của Giọng Hát Việt 2013. Tỷ lệ bình chọn cụ thể cho từng thí sinh sẽ được đăng tải rõ ràng chi tiết trên website của chương trình, website Giọng Hát Việt. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ giọnghatviet.vtv.vn để biết kết quả chi tiết, tỷ lệ chi tiết, tin nhắn của từng thí sinh. Còn bây giờ, xin được chúc mừng quán quân Giọng Hát Việt 2013. Thưa quý vị, đó là Thảo My. Xin được chúc mừng Thảo My, những tên của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Xin chúc mừng huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Xin chào, kính mời ông Lương Minh, trưởng phòng ca nhạc VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và bà Lâm Ngọc Anh Vương, đại diện nhà tài trợ chính nước ca Việt Nam đến trao hoa và cúp dành cho ba á quân của chương trình, đó là Hoàng Tôn, Hà My và Vũ Cát Tường. Xin mời Hoàng Tôn, Hà My và Vũ Cát Tường, các bạn hãy bước lên phía trước. Các bạn là á quân của Giọng Hát Việt 2013. Và xin mời đại diện cho VTV3 và nhà tài trợ trao món quà đi lên trường và hoa dành cho các á quân. Đó là những áo quân của chương trình Giọng Hát Việt 2013. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Và chúng tôi cũng xin được mời ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam lên trao hoa và cúp cho quán quân của chương trình Giọng Hát Việt 2013, Vũ Thảo My ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng quán quân Giọng Hát Việt 2013, đó chính là Vũ Thảo My. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, và đêm nay chúng ta đã xác định được ngôi vị chủ nhân của Giọng Hát Việt 2013. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình từ những ngày đầu tiên đến thời điểm này. Xin cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị đã dành cho chương trình Giọng Hát Việt. Hẹn gặp lại tại Giọng Hát Việt mùa thứ 3 sẽ khởi động lại chương trình Giọng Hát Việt 2013 do Đài Truyền hình Việt Nam cùng công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Nokia Lumia cùng Nokia Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.